Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập số 3, sách giáo khoa trang 121. Đề bài như sau. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi câu A, sục khí cyclopropan và dung dịch brom. Câu B, dẫn hỗn hợp cyclopropan, cyclopentan và hydro đi vào ống có bột niken đun nóng. Câu C, đun nóng cyclohexan với brom theo tỷ lệ mol là 1:1. Thì đây là một bài tập viết phương trình phản ứng theo tính chất hóa học của cycloalkan. Để làm được bài tập này, chúng ta có thể xem lại phần lý thuyết về tính chất hóa học của cycloalkan ở trang 118-119 sách giáo khoa. Phần tính chất hóa học đúng không nào? Cycloalkan sẽ có phản ứng thế tương tự với cả alkan và phản ứng cộng mở vòng với một số cycloalkan và phản ứng tách đúng không nào? Và còn có cả phản ứng oxy hóa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các phản ứng ở câu A, câu B, câu C, xem chúng thuộc tính chất hóa học nào đúng không nào của cycloalkan. Ở đây bài làm. Ở câu A, người ta sục khí cyclopropan vào dung dịch brom. Trước hết cyclopropan vào dung dịch brom thì đó chính là phản ứng cộng mở vòng với brom của cyclopropan đúng không nào? Chúng ta có thể dễ dàng biết được phản ứng. Ở đây câu A. Công thức cấu tạo của cyclopropan chính là một hình tam giác đúng không nào? Có 3 carbon này vòng cộng với cả brom. Ở đây là dung dịch đúng không nào? Ở phản ứng cộng mở vòng thì chúng ta sẽ mở cái vòng nó ra đúng không nào? Tôi sẽ viết mạch carbon trước. Sau đó thì brom sẽ mở vòng hai đầu đúng không nào? Đấy, chúng ta điền hydro. Đó, đây chính là phản ứng cộng mở vòng của cyclopropan với dung dịch brom. Chúng ta có thể đọc tên đúng không nào? Đây chính là 1,3 dibrom đúng không nào? Có 2 brom mà. Propan. Đó, đây chính là tên danh pháp thay thế đúng không nào? Câu A là phản ứng cộng mở vòng với dung dịch brom. Vậy thì câu B thì sao nhỉ? Câu B người ta dẫn hỗn hợp khí cyclopropan nào. Người ta dẫn hỗn hợp cyclopropan, cyclopentan và khí hydro đi vào trong ống nghiệm có bột niken nung nóng. Thì bột niken nung nóng ở đây chính là bột niken là xúc tác đúng không nào? Người ta nung nóng để xảy ra phản ứng. Vậy thì ở đây đó chính là phản ứng thuộc dạng tính chất hóa học nào của cycloalkan nhỉ? Chúng ta vừa xem lại sách giáo khoa rồi đúng không nào? Thì đó chính là phản ứng cộng mở vòng của cyclopropan. Cyclopentan có cộng mở vòng được không nhỉ? Không đúng không nào? Trong phần lý thuyết chúng ta được học chỉ có cyclopropan và cyclobutan đúng không nào? Vòng 3 cạnh và vòng 4 cạnh thì sẽ có cộng mở vòng với hydro. Thì chúng ta sẽ viết phương trình phản ứng nhé. Cyclopropan cộng với cả hydro đúng không nào?
còn niken làm xúc tác và nhiệt độ. Thì sẽ cộng mở vòng C ra đúng không nào? Ở đây hydro sẽ cộng vào đâu nhỉ? À, hydro sẽ dễ dàng mở vòng đền hydro nhé. Hydro mở vòng ở đây đúng không nào? H2. Và đây chúng ta sẽ được propan đúng không nào? Ancan. Còn cyclopentan là vòng 5 cạnh đúng không nào? Thì khi mà cộng với cả hydro sẽ không phản ứng. Vòng 5 cạnh sẽ không có phản ứng cộng vào vòng đúng không nào? Đó, đó là câu B. Đến câu C. Đun nóng cyclo hexan với brom thì tỷ lệ là 1:1. Thì đây chính là phản ứng thế đúng không nào? Cyclo hexan với brom. Câu C. Cyclo hexan có công thức cấu tạo đó chính là vòng 6 cạnh đúng không nào? Cộng với cả brom. Ta lưu ý ở đây là đun nóng nhé. Theo tỷ lệ 1:1 thì chúng ta sẽ được brom cyclo methane đúng không nào? À, cô xin lỗi, brom cyclo hexan vòng 6 cạnh đúng không nào? Brom và HBr. Ở đây brom sẽ thế vào hydro vì các vị trí giống nhau là chúng ta có thể đặt brom ở đây. Và ở đây sẽ là brom cyclo hexan nào. Vì ở đây là tỷ lệ là 1:1 nhé. Thì bài cho đúng không nào? Vậy thì ở bài tập này chúng ta đi viết phương trình hóa học, đồng thời ôn lại tính chất hóa học của cycloalkan. Ở câu A và câu B đó chính là phản ứng cộng mở vòng đúng không nào? Còn ở câu C là phản ứng thế. Có lưu ý với các em ở đây chỉ có một số cycloalkan mới có phản ứng cộng mở vòng mà thôi. Chính vì vậy cyclopentan sẽ không có phản ứng cộng mở vòng.